Corner, tôi xin phép nhận các bạn nha. Đây rồi, hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái gói nhà thám hiểm rừng cổ tích. Mình thấy cái này nó rất là đẹp nha. Cái này mình cảm giác nó giống với lại là cái mấy cái nhân vật trong game, mà mấy cái nhân vật mà tập tiên á, tóc cung thủ, như cái tóc cung thủ này mình thấy là nó hơi kỳ nha, hơi lạ mặt đó, không ưng lắm á, nhưng mà thôi cũng được, lâu lâu nó ra mấy cái tóc lạ lẫm. Mũ đội đầu cung thủ này giống như là mũ của mấy cái vị thần Hercules rồi đó. Ấy nhưng mà có một cái tôi rất là thích đây nè. Đây. Đồ nhà thám hiểm. Đồ nhà thám hiểm thì rất là đẹp nha. Đây. Ui ôi, cái bộ đồ này. Nhưng mà thì ra mấy bộ đồ này tôi cũng chưa biết là sẽ mặc cái bộ đồ này vào cái cung thủ của hồng tím hả? Boss cung thủ. Boss cung thủ cũng đẹp. Thì cái nha, tôi thấy trong game này làm mấy cái boss này rất là đẹp, nhưng mà tôi cứ cảm giác là nó bị thiếu một chút gì đó. Lúc mình muốn mua thêm cái này cái kia mà không đủ, như kiểu cờ treo rừng nè. Bây giờ chẳng lẽ tao có một cái cờ mà cho tao có hai cái cờ chứ. Rồi tự nhiên cho cái cầu gỗ này, rồi ở dưới phải có nước chứ. Tinh thể tinh linh nè. Ví dụ cái này cũng rất là đẹp, nhưng mà lại không biết để ở đâu. Ví dụ như nó có một cục à, nó bị hiếm quá, thà như nó cho mình mua 2-3 cái đi. Cái này tôi nghĩ chắc là phải xây ngoài sân các bạn ạ. Vọng lâu. Bộ này mấy cái đồ đằng sau rất là đẹp luôn, nhưng mà nó lại cho mình không biết để cái cây để dành bảng 2, bảng 3 ở đâu. Chứ tôi thấy là nhiều lúc mình muốn mua thêm mà nó không có. Nè cái cây thì đúng đẹp luôn, muốn mua thêm 2-3 cây cho nó xịn sò mà không được. Không có để mà mua luôn á. Thầy ơi. Ta 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 ta. Gấu thám hiểm rừng cổ tích, hồ sang trọng của mình. Đẹp ha, bộ này đẹp. Bàn tròn trắng. Bây giờ chiếc mũ này tôi có rồi. Chưa có nhưng mà cái giống vậy thôi. Đây, để tôi mặc vô. Ê, nhưng mà cái tóc cũng rất hợp nha. Cái tóc đỏ này của tôi cũng rất đẹp nha. Cái tóc này vô có vẻ không đẹp bằng cái tóc đỏ. Tóc đỏ nhìn ngầu hơn nha. Giờ để tôi đeo cái cung vô nữa. Cái cung theo mình nhớ là cái cung thần tình yêu bắn được, thì cái cung này cũng bắn được. Mà nó chỉ bắn được có 20 à. Ui da. Ủa nhưng mà nó bắn hết 20 đó rồi, nó có hồi phục lại cho mình không ta? Đây, tôi xây được cái này rồi các bạn. Cuối cùng tôi đã xây được cái này rồi. Đây, ở ngoài này sẽ là cái khu vực gọi là khu vực tiên tộc của tôi. Bây giờ tôi sẽ mở hết cái này ra để cho các bạn xem thử là nó như thế nào. Thì sợ là mình đang không thích, bởi vì cái cầu sang đây xong rồi có đúng một cái này thôi, các bạn thấy không? Có đúng một cái rồi sao mà mình cắm. Wow, cái cây này ảo gì trời. Cái cây này tôi nghĩ là để lại đây đi, tại vì cây thế giới cổ tích nó bị lạc lòi với mấy cái cây kia quá à. Cái này mà nó cho mình nhiều cây hơn rồi, nhiều cây, nhiều cối hơn rồi, thì nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Chẳng lẽ tao cho cây anh đào vô đây luôn? Đúng rồi, ít nhìn nó bị thưa thà, nó cho mình mua mấy cái vô để mình để vô cho nó. Không nhưng mà cho cây anh đào vô đẹp nha. Cho cây anh đào vô tuy không hợp lắm, nhưng mà kiểu như là mùa hoa anh đào rồi đó. Vách tường gỗ cổ thụ là đây đúng không? Ê, được nè. Ê, được nè, làm khu ở đây, nhẹ nhàng ở đây được chứ bộ. Mà hết mắt cái nha, 3.000 một cái là 10 là chiến sĩ đó. Đây rồi. Đó. Hai cái set này hóa ra là hợp lý chứ không? Ở trong nhà mình nhìn chém chéo ra là mình thấy cái này luôn. Hình như tôi chưa có thảm bít bít á. Mình phải xây thêm mấy cái cả chỗ cái đào mắt vậy. 67 kim cương. Ủa này là gì? Ôi bộ anh đào này toàn mua bằng kim cương không mà. Tiền đâu mà người ta mua? Kỳ cục quá. Hà không mấy giờ có ai đặt tôi cái thảm anh đào, cái thảm mà anh đào mà có kim cương á. Cái thảm anh đào mà có đâu phải vàng á, những cái thảm nó cũng rẻ à. Có mười mấy thỏi vàng à, rẻ à. Kêu gọi này của tôi đâu. Làm sao mà các bạn nghe được? Có bụt ông ta ước bụt. Em xin nguyện cầu ước bụt cho em. Có một cái thảm nó có 14 vàng à. 14 vàng những mấy chục ngàn chứ mấy. Mà chẳng lẽ bây giờ mình nói thiệt cho mình nạp chẳng. Nó cho mình tự nạp vô, mình tự chơi luôn đi cho có phải khỏe không? Để tôi coi cái đèn này có bật lên được không? Được. Hay. Ê, nhưng mà đèn bật lên cái tự nhiên thấy nó hơi bị lịch nha. Xong đi ra, à đúng rồi, thay đồ cho bé. Thay đồ cho mannequin nhưng mà đây, cái đầu màu mè. À hay là thay bộ đồ quỷ vô cho này đi, được á. Ôi, dễ thương nè. Đó. Ui, cái này cũng có đèn nè. Ê, để tôi thả cá vô coi. Tính ra tôi trước giờ tôi tuyết cá, cái chơi tôi không có con cá nó xịn luôn. Không thấy gì hết trơn à. Không thấy gì hết trơn, nhưng mà thôi cũng được đi.
thì nó có con cá chát, con úp lạ là bà chát nó. Con úp lạ là bà chát nó bự nè. Thấy nó bự hợp lý không? Thôi cũng được á. A few moments later. Con cặc thảm kìa. Đó là bụt đây. Bị sung mai. Trời ơi. Nghe kêu gọi nó đặt. Ôi à. Trời ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ơi. Đây rồi. Từ từ mình qua nhà bé Sung Mai sau để mình có hai cái thảm. Rồi, cảm ơn hai bé bụt nha. Ê, nhưng tự nhiên vậy thấy chơi chẽn quá à. Thôi đừng tặng nó, ngại lắm. Ủa? Cái thảm đó là phương tiện cô phải item để co đâu. Sao ngốc vậy trời. Vậy là phải vô đây hả? Chết rồi. Cảm ơn các bụt nha, nhưng mà hiểu lầm rồi. Thôi không sao, tôi sẽ làm. Mình có cái này. Hóa ra cái thảm là cái này này thôi. Nhưng mà để tôi kiếm cái thảm bít nít đi cho nó giống với cái. Nè đó, kiếm cái thảm bít nít này đi. Hợp lý chưa. Bữa tiệc này có mình em luôn. Nào đi qua nhà bé Sông Mai coi. Để đi qua nhà bé Sông Mai coi vườn hoa cây anh đào. Wow. Ủa cái này đâu ra vậy trời. Oh my god. Nước như này là cái gì vậy trời ơi. Ai mít ở dễ thương quá à. Ủa xịn quá nè. Ủa sao đặt được cái cây. Ủa sao đặt được cái này xuống vậy. Ủa sao đặt được hay vậy. Xịn sao quá. Tôi tưởng cái đó phải có cái đồ mới đặt được chứ. Ủa trong này có phòng hát karaoke nữa nè. Ôi tôi muốn vô đây hát karaoke. Trời ơi xịn quá à. Ê xây coi nhà người ta sao thấy nhà mình quê quá. U là trời ơi. Ôi sốc luôn á. Trời ơi cái gì mà đỉnh vậy trời. Tao xỉu ở đây luôn. Ê để xem rồi cái này cũng được nè. Ê hay tôi rào lại bằng cái này, tôi cũng có nhiều cái này lắm. Ê vậy tôi sẽ bắt trước. Ê chắc ông không phiền nữa rồi, để chị bắt trước em bằng cái này. Tôi sẽ rào, xoay được cái này trên cái gì trời. Trời ơi nhìn công như anh đảo người ta xong mình quê mùa quá à. Ủa rồi này làm từ gì? À cái này đẹp quá nè. Trời ơi đẹp quá à. Trời đất ơi. Chỉnh sửa là cái nhà của tôi mới được. Không nhưng mà nhà tôi cũng dễ thương chứ bộ. Bên kia hơi chấm thôi chứ bên này dễ thương quá trời nè. Nè 112 cái mà. Ôi cuối cùng có cơ hội để được sử dụng rồi hả ta. Hợp lý chưa? Thấy. Trời không ngờ đến ngày cuối cùng cái này nó cũng được như này ư. Cái rào ở bên này nó xuất sắc không. Nhưng mà nhà bạn kia đẹp quá. Mê thiệt.